Rồi, kính thưa con, như những yêu cầu bà con mình, em tới miếng vườn mua xe kinh của ông anh ở trên Thanh Bình. Nó cũng rất là tiếc, tại vì em tới miếng vườn này là trái đã thu hoạch xong hết rồi. Thì nãy em cũng ông anh cũng chừa em một hai trái để ăn những múi cơm rồi. Thì bây giờ chỉ còn cây không, mời bà con mình vào để tham quan khu vườn mua xe kinh của ông anh em ở trên Thanh Bình, Cù Lao Thanh Bình theo con. Nó sau khi thu hoạch trái mua xe kinh xong thì em chỉ còn dọn dẹn khoảng một trái hai trái nhỏ nhỏ rồi con, nó để ăn trái để cho biết cái mùi vị thôi. Nó thì em cũng đã ăn rồi, thì mời bà con vào thăm cái vườn cây 4 tuổi để cho bà con mình xem tham khảo cái dàn mua sơ kinh nó như thế nào. Kiểu như á, dàn nhánh đồ mua sơ kinh của bà con á, là thường thường bà con hay trồng á, là về sau nó sẽ như thế nào thì nó sẽ như thế này đâu con. Nó nhánh đồ nó phướng lên, mấy cành nhánh đồ nó phướng lên nào con. Đó thì ông anh đã ăn trái rồi, bây giờ dọn sạch sẽ cỏ rồi em lên chủ yếu là hỗ trợ cho ông anh, kiểu như giúp cho anh ông anh phục hồi cây để cho nó sung nhất có thể để mùa hận tới đặng làm trái ha. Hồi nãy em có ăn muối mua xe kinh sẵn rồi thì cái mùi vị của nó đó bà con, là thật sự cơm nó là rất là dẻo ha. Đó cơm nó là dẻo như là khoai lang vậy đó con, cơm nó dẻo như khoai lang nhưng mà mùi vị vẫn như mùi sầu riêng của mình, không có bị mà gọi là nhão như ghi sáo. Hồi nãy em qua ăn rồi thì em có để lại tấm hình cho con mình xem nó. Thì bây giờ chủ yếu là đi miếng vườn để đi gảo lại cho con mình để chuẩn bị phục hồi cây như thế nào nó là hợp lý, nó để mình bắt tay vào mùa hận tới đặng mình làm trái ha. Nó mà bà con mình đi thẳng vào vào đây nó để xem nó vòng vòng thì trồng mua sơ kinh nó ở bên đó thì có một hai trái ghi sáo đồ nó mà con, có một hai trái ghi sáo ha, nó trái ghi sáo bên bển nào con. Đó, ông anh nói chung là mùa này là mùa hận ổng để trái chơi nó, thành ra là em lên miếng vườn này hơi trễ chứ không là sẽ ra miếng vườn ăn thử mua sơ kinh như thế nào. Nhưng mà hiện tại á, cho bà con mình xem cái dàn nhánh mua sơ kinh mà 4 năm mấy tuổi cho bà con mình xem ha. Nó bự và cái tàn này kia. Miếng vườn này đợt trước em lên em có làm một clip rồi, miếng vườn cây này rất là đẹp mà tại vì á là ông anh ổng chăm sóc này kia đồ á, bây giờ nhìn dàn lá rồi nó cũng hơi cũ kỹ đâu con. Nó nhưng mà cho bà con mình để của chủ yếu là cho bà con mình tham khảo cái dàn nhánh đồ ha. Nó dàn nhánh đồ để cho đặng định hướng dàn nhánh cây thôi con. Nó mà bà con mình đi thẳng vào đây để xem cái dàn nhánh cây ha. Nó thì dàn nhánh cây mua sơ kinh mà gọi là để nói chung là gọi là cụ lão rồi con. Đó dàn nhánh cây thì nói chung là tùm lum nè, mấy nhánh phướng này kia đồ kiểu như mình không không cắt tỉa sau này mình để một thân một cốt á là nó lên như thế này nè, nhánh phướng nhánh vượt đồ rất là nhiều ha. Nó nói chung là dàn nhánh em nhìn vô em cũng không biết như thế nào để định hình luôn đó, tại vì cây nó đã bự rồi, chủ yếu là quay cho bà con mình tham khảo nó. Còn về trái thì em đã ăn rồi, chất lượng cơm thì nó dẻo nhưng mà nó vẫn có một cái mùi vị của sầu riêng heo con. Nó thì ông anh này ông phát cỏ xong hết rồi thì bây giờ em cái trước mắt á, dàn cây này kiểu như là nó hơi bị si á bà con, em cho ông anh này chỉ, ông anh này hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật cho ông á là bây giờ rễ hữu cơ để tạo độ tơi xốp đất để đặng mình kích rễ xong rồi vận chuyển hóa học xuống để cho cây mình nó sung lại để tháng 10 tháng 1 tới đặng mình làm trái ha. Và trước mắt thì em cũng hạo thử mấy cái gốc này cho bà con mình xem, nó thì tầm khoảng 3 gang tay không con, mua sơ kinh gốc tầm khoảng 3 gang tay và nhánh đồ là nó phướng lên hết không con, nó nhánh đồ dàn nhánh đồ nó đã phướng lên hết. Nói chung là dàn nhánh mua sơ kinh nó rất là khó coi chứ không phải như ghi sáo mình gọi là tùm lum nó. Thì ông anh cũng có chia sẻ là bộ rễ rồi nó rất là kém phát triển so với thằng ghi sáo vàng mãn hoa không con. Giờ mình sẽ đi dài dài vô để mình tham quan luôn ha. Nó cho bà con mình coi nè, dàn lá này kia đồ nói chung thì nó rất là nhỏ gí gí rồi, nói chung là kiểu như nó không có được sung đó bà con, nó không được sung ha. Nhưng chủ yếu mình đi tham quan đồ chơi ha bà con. Nó em từ dưới Tiền Giang mà em chạy lên tới khu vực của Thanh Bình, Đồng Tháp để quay phim những đoạn phim này để chia sẻ cho bà con mình xem và như thế nào này kia đồ, cũng rất mong bà con đăng ký kênh để ủng hộ ha. Nó em hứa hẹn với bà con mang mua sơ kinh về với Tiền Giang ăn mà lên tới đây nó quá trễ rồi, tại vì mua sơ kinh á tầm khoảng 80 mấy ngày là nó đã có nước đít trên cây rồi cho nên là không thể nào lên ăn kịp, cho em lên đây tầm khoảng 9 mấy ngày rồi cho nên còn nhà vét vườn chỉ một hai trái muối nhỏ nhỏ này nè ông anh ổng đưa để dành cho em á ăn thử. Thì nói chung thì cơm nó rất là dẻo nó, em cũng chia sẻ với bà con rất là nhiều rồi ha. Nó để đi về dài để cho bà con mình xem nó, miếng vườn của ông anh tầm khoảng 100 mấy chục cây ha, đi lại gần gần đây quay cho bà con mình xem.
cây nhỏ có, cây lớn có. Nè đây còn trái mua xe kinh nè bà con. Nó trái mua xe kinh còn hai trái luôn. Nó đây là còn mấy trái cuối cùng. Nó nhỏ nhỏ. Nó nhỏ mà nó đều nè bà con. Cho con mình xem nè, tham khảo nè. Hồi nãy em ở chậm em cũng ăn mấy trái nhỏ nhỏ vậy, muối nó rất là nhỏ ha. Đó, ở trên đây còn trái nữa nè. Đó. Trên đây còn trái nè, cho nên nó chưa tới ngày, cho nên ông anh nó chưa cắt ha. Nó rất là nhỏ, còn một hai trái thôi. Nói chung thì miếng vườn này chỉ để một hai trái ăn chơi thôi ha. Nếu mà bà con nào đang có miếng vườn Musikin á, muốn em hỗ trợ kỹ thuật á, thì cũng khuyên bà con nên làm cái mùa thuận tầm khoảng tháng 9 để cho nó lọt qua tháng 2, tháng 4, tháng 2, tháng 4 để cho nó giảm cái tình trạng mà gọi là sượng muối, trái muối hay không con. Đó. Tại vì Musikin nè, nếu bà con mà làm gơi vào tháng 5 á, tình trạng mà mưa nhiều thì nó xảy ra tình trạng trái muối này kia, xảy ra tình trạng mà sượng cơm này kia đâu ha. À, có một số hiện tại giờ trên mạng có một số mà bình luận á là gọi là bị sượng cơm này kia đồ, cho nên bà con mình chặt đốn rồi rất là nhiều, cũng là rất là đau lòng cho bà con mình ha. Nó nói chung thì cây trồng tới thời điểm này mà bà con chặt đốn mà nghe heo phong trào này kia đồ mà bán không được hoặc là sượng muối này kia đồ ha, nó thành ra mình đốn mình tháp mấy hoang vô rất nhiều, cũng xin chia buồn tới một số bà con mình. Nó còn hiện tại là miếng vườn này á là trái Musikin mà nhỏ nhỏ con gon vậy nè, là hiện tại là khoảng ở đây anh em cho ăn để thử cho biết thôi. Nếu mà vô lái mà vô mua miếng vườn này tầm khoảng 250.000 một ký, đó là ông anh ông chia sẻ. Nếu mà có Musikin sẵn ở miếng vườn khu vực Cù Lao Thanh Bình này là sẽ có người vô mua 250.000 một ký, nhưng mà hiện tại giờ là không có đủ để cung cấp ha. Chủ yếu là miếng vườn này khoảng 100 cây nhưng mà chỉ cho khoảng 200 trái, nó là ăn cây tầm khoảng 2-3 trái lai gai để chủ yếu là ăn chơi cho biết mùi vị. Thì em cũng đã có chụp một cái tấm hình muối xù riêng Musikin rồi. Nó thì hiện tại là vỏ của Musikin này cũng dày heo con. Đó, nãy em thấy là vỏ nó cũng rất là dày. Riêng cây này là cây ghi sáo nha con. Cây này cây ghi sáo là nhìn là nó khác biệt liền ha. Nó là một đọt dương lên. Nó không có nhánh dương, nói chung là Cù Lao Thanh Bình này trồng cây này 4 năm thì so với miền Tây mình là nó không có tốt như miền Tây mình nha con. Nói chung là nó cũng gọi dạng là không có được tốt không á, không có được phát triển á, cho nên thấy dàn lá rồi nó cũng cũ kỹ, chung phải tốt như vườn của dưới mảng thon của mình. Dưới mảng thon mình mà trồng 4 năm mà gặp cây này là không có xi nhê gì đâu. Cây 4 năm ở dưới miền Tây mình rất là bự chứ không có nhỏ gì đâu. Cây này rất là nhỏ, tầm khoảng 2 gang mấy tay của em. Nó rất là nhỏ nha con. 2 gang mấy tay thôi. Nó không bự đâu. Nó nhưng mà gông ghiêu được rất là nhiều. Chủ yếu là ông anh mời lên để tham quan khu vực ở trên đây để cho bà con mình xem. Đây là cây Musikin đó bà con. Đó, Musikin nó lên nhánh phướng rất là nhiều. Nói chung là đặc điểm của Musikin là nhánh phướng rất là nhiều ha, gọi là nhánh dược ha. Nó dược rất là nhiều, nó mang trái là mang những cái cành dưới đây nè bà con, những dạ cành dưới đây nè. Đó, nếu mà em được mùa tới mà tháng 10 tháng 1 em được hỗ trợ miếng vườn này, em sẽ cố gắng cập nhật cho bà con mình xem. Còn mà bây giờ thì miếng vườn này em chủ yếu là hỗ trợ cho ông anh chỉ cho ổng đi cái quy trình mà chăm sóc cây để o bế lại cái dàn nhánh cho để o bế lại cái dàn lá cho ổng á được xanh tốt hơn. Còn hiện tại giờ cái dàn nhánh ổng á kiểu như ăn có 1-2 trái mà ổng kiểu như đó là ổng o bế cây á, cho nên thấy cây rồi nó hơi tội hơi xin con, cũng hơi cũng thấy cây rồi cũng xi, nó không có được tốt như cái vụ vừa rồi em lên miếng vườn này. Nói chung nó rất là tốt ha. Đợt gọi em lên miếng vườn này tốt lắm chứ không phải như đợt này đâu. Riêng mấy cây này á là thấy nó xi liền nè bà con. Nó cây này tuy là nó bự thì nó bự thiệt. Riêng gốc Musikin này nói chung thì nó bự thiệt, nhưng mà thật sự á mà để so mà độ tuổi ở dưới miền Tây mình chăm sóc cây Musikin mà 4 năm mấy tuổi như gốc này á là đảm bảo với bà con là miền Tây mình là làm đỉnh nhất ha. Nó gốc này tầm khoảng 3 gang tay thôi, cũng bự như đám đi xa, bự như đám mảng hoang em biết thôi chứ không bự hung gì đâu. Đó. Nhưng mà cây đồ em thấy dàn lá đồ không có được phê như với em đâu, em khẳng định vậy cho bà con mình xem để hình dung, chứ để nhiều khi tung hô á bà con thấy dàn lá ui dàn lá vậy mà gọi là đỉnh gì. Thì em sẵn sàng em khẳng định với bà con là dàn lá này không có được đỉnh, tại vì đợt rồi á là không biết chăm sóc làm sao, xịt thuốc bệnh nhiều hay là nãy kia đồ xịt thuốc bệnh, quét vitamin gon đồ nè bà con. Cho bà con mình qua đây coi nè. Đó. Qua đây đi vòng bên đây nè. Cho con mình coi nè, mấy vết thương này nè, quét thuốc bệnh quá nhiều luôn. Nó quét này là Gidumingon nè, quét bệnh nhiều quá nè, rồi xịt thuốc bệnh nhiều quá, cái cây giờ kiểu như là nó bị gùng cây lại luôn á bà con. Gọi là xịt thuốc bệnh nhiều quá, nó nóng á, mùa mưa này cứ sợ bộ rễ yếu hay kép phát triển này kia đồ á, cứ đổ thuốc bệnh và xịt thuốc bệnh nhiều á, thành ra nó nóng cây, cho nên cây mình nó chận lại, cho nên cái đợt nó đi không được đẹp.
Nói chung á, em review rất là chân thật. Dàn cây này em nó không đẹp là em khẳng định nó không đẹp. Ví dụ mà chủ vườn mà có xem cây á, cũng xin đừng có buồn ha. Nó dàn cây này nói chung dàn lá mà chăm về là em thấy không đẹp rồi, thấy không có được đạt rồi, không được phê, con nó hẳn luôn không được phê á. Nó thì cũng xin đi một vài cây nữa để chia sẻ cho con mình luôn ha. Con mình luôn. Thì khu vực này là đất cù lao. Thì mương đồ này kia đồ cũng giống như miền Tây mình. Nó đây là cái mương. Mương ha. Cũng giống như miền Tây mình. Thì cũng không có gì khác, chủ yếu là trồng sen. Mua sơ kinh này, vết thương đồ khoét, quét một lỗ mà nó liền da rồi mà còn chét vitamin gold nữa. Nói chung là cũng kỹ về mà gọi là quét gốc thuốc nấm bệnh này kia, nhưng mà mình kỹ quá mình sẽ thuốc bệnh nhiều quá, nhiều khi cây mình nó cũng đứng chậm phát triển ha. Thì trước mắt thì em giúp ông anh này là miếng vườn này là trước mắt á, là kêu ông rẽ hữu cơ tầm khoảng cây này tầm khoảng 3 kg để giúp cải tạo đất tơi xốp lên, và sau đó kích rễ lại và sau đó đi khoa học lại để cho dàn cây mình nó sung lên để cái mùa thận tới để làm trái cho nó ok nhất có thể ha. Miếng vườn này hồi em lên hồi vừa rồi là tầm khoảng tháng 10 năm rồi là lên dàn cây này rất là lực luôn, mà con lá rồi xanh đen hui luôn. Mà sau cái đợt trái rồi để một hai trái ăn chơi, không biết có tác động phân hút của một số kỹ sư này kia đâu không thì không biết. Nhưng mà sau khi lên miếng vườn này hâm lại thì dàn lá hiện tại là nó đang còi. Nói chung thì cũng hơi thất vọng ông anh. Đó. Thì bây giờ em lên coi là chủ yếu là chỉ hỗ trợ ông anh, chỉ cho ông những loại phân hút để cho phục hồi dàn cây mình cho nó tốt lại nhất có thể ha. Đó. Thì nói chung thì bữa nay em đi tham quan review chủ yếu là ăn được sầu riêng mua xe kinh rồi, thì cơm nó rất là dẻo và độ ngọt nó thì chắc cú là phải ngon hơn hàng ghi sáo và mảng thon rồi. Nó thì không phải vì mình tôn vinh nhiều, tại vì hồi nãy á, em cứ dự định á, là lên đây là sẽ có trái chín cây sẵn và ra khui cho bà con mình để cho bà con mình một cái gọi là chân thật nhất. Nhưng mà thật sự lên đây trái cắt hết trơn ha, tại vì nó chín hở đít trên cây hết trơn rồi, ông anh nó cắt vô hết trơn rồi, chủ yếu là đem vô và ăn trong nhà nó, cho nên không quay phim cho bà con mình xem được, thì cũng mong bà con thông cảm. Nó còn về mà cây này kia đồ thì chủ yếu nay quay dàn cây cho bà con mình xem ha. Nó đi về giờ tới đây luôn. Tự là em nói hẳn luôn là dàn lá không có đạt ha con. Nó đi hẳn về đà, về dài lại đây cho con mình xem. Là dàn lá em khẳng định là không có đạt. Theo cái mà em chăm sóc o bế vườn từ đó giờ, dàn cây này hiện tại là y chang như là nó bị gùng lại ha con. Cho nên nó không có đạt. Dàn cây đồ thấy nó hơi còi ha con. Nó hẳn luôn, nó hơi còi. Không biết chăm sóc dinh dưỡng sao mà thấy nó hơi còi ha. Cây musakin này mà bà con thấy nè, dàn lá đồ nó đâu có được đẹp đâu. Nó nếu mà em mà chỉ ông anh này kia đồ, ông anh mà kiểu như chịu heo bài phân hút của em á, là dàn lá không bao giờ mà tệ vậy đâu. Dàn lá này nó hẳn luôn là phê bình, không được đạt. Nó nếu mà dàn lá đạt là phải đen phải dày, sau khi ăn trái xong rồi cũng vậy, phải đen phải dày. Nó nói chung là chỉ để mùa hận một hai trái ăn chơi mà nó xi như vậy rồi, nếu mà để hẹt thì nó xi cỡ nào nữa. Thì nói bà con vậy bà con cũng hình dung được rồi ha. Nó thì chủ yếu quay để review đồ cho bà con mình xem. Trước mắt là cái dàn nhánh mua skin hiện tại của mình mới trồng, để sau này nó 4 năm nó sẽ như thế nào. Nếu mình o bế cắt tỉa đồ thì sau này 4 năm nó sẽ như thế này, để cho bà con mình xem, để có một cái gọi là khả quan nhất, để có một cái mà nhìn nhận sau này để cho bà con mình biết được dàn cây mình sau này nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ như thế này hả con. Nó mấy cây này đảm bảo hồi đó có trái nè, nó cắt vô nè mấy buộc nhánh rồi nè con. Nó thì thôi thì em cũng làm một video ngắn để chia sẻ cho bà con như vậy, thì cũng rất mong bà con đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực ra nhiều video hơn để chia sẻ cho bà con mình ha. Đó, em từ Tiền Giang mà em lặn lội lên tới đây để review cho bà con một clip nó, để cho bà con mình xem chân thật nhất, thì cũng mong bà con đăng ký kênh để ủng hộ em, để em có động lực ra nhiều video hơn. Đó, thì em cũng xin kết thúc video, cũng xin chúc bà con một vụ mùa tới làm được nhiều năng suất hơn. Nó bà con nào có miếng vườn musakin mà khó xử á, thì cứ việc liên hệ em sẽ hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật làm sầu riêng musakin. Còn riêng miếng vườn này á, là ông anh cũng quen biết em mà không biết để trái ăn sao em cũng không biết luôn, tại vì quen biết em mà ngại liên hệ hay này kia đó, tự làm kiểu như để có kinh nghiệm thì thôi em không nói gì. Nhưng mà mùa tới thiếu vụ mà em mà có lãnh miếng vườn này em làm thì nhất định là sẽ đạt này kia đồ, thì em cũng sẽ nói vậy. Thì thiếu vụ ông anh nào có xem video của em á, thì nếu mà tin tưởng em này em sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh. Còn mà thiếu vụ mà ai khác mà lãnh miếng vườn này ăn phần trăm thì cứ việc cho anh ta làm này kia đồ, thì em không có nói gì. Tại vì miếng vườn này nói chung ha, mỗi lần người ta làm trái phải bỏ ra vốn liếng này kia đồ, thì em cũng không dám mà lãnh mà để cam kết 100% là trái sau này sẽ đạt. Tại vì musakin nó rất là khó làm. Nó mỗi lần tạo mầm thì nó sẽ hơn cái cử tạo mầm của ghi sáo với mảng thon. Nó nói chung là nó rất là dài.
ha. Thì nói chung em cũng làm video ngắn gọn, cũng rất mong bà con đăng ký kênh ủng hộ. Ví dụ bà con nào cần thiết về vấn đề này kia đồ hơn thì cứ việc mỗi tối vào khoảng 7 tới 8 giờ em sẽ like mỗi tối cho bà con mình vô để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi. Và ví dụ bà con nào muốn cần biết thì lên trang TikTok của Quang Vật Tư Nông Nghiệp Quang Đạt Sầu Riêng là em mở em mở lên livestream để giới thiệu những bà con những bộ phân thuốc hay trên đó thì con có thể đặt mua ha. Nó thì thôi em cũng xin kết thúc video, cũng xin bà con cũng xin chúc bà con một ngày mới làm việc hơn, nhiều sức khỏe và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn ha.